Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tạm dừng đường bay giữa Vinh thành phố Hồ Chí Minh. Công an thị xã Nghi Sơn tăng cường xử lý xe quá tải vi phạm kích thước thành thùng. Sở Thông vận tải Hải Phòng vừa có văn bản xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách của nhà xe Trung Đức. Trước đó Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã có văn bản về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định đi đến thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đơn vị này vẫn cố tình hoạt động lại, làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố và một số tỉnh thành phố khác. Với hành vi vi phạm trên, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã thu hồi phù hiệu vận tải của nhà xe Trung Đức và yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Từ 0 giờ sáng nay ngày 2 tháng 7 năm 2021, Cục Hàng không Việt Nam đã chính thức tạm dừng các chuyến bay thành phố Hồ Chí Minh, Vinh và ngược lại cho đến khi có thông báo mới. Theo kế hoạch trước đó của các hãng hàng không Việt Nam, từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7 năm 2021, có 4 hãng hàng không sẽ khai thác đường bay thành phố Hồ Chí Minh, Vinh với tần suất 3 đến 4 chuyến khứ hồi một ngày. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu tạm dừng các chuyến bay thành phố Hồ Chí Minh Vinh và ngược lại cho đến khi có thông báo mới. Các chuyến bay đặc biệt nhằm phục vụ vận chuyển nhân viên y tế, vật tư, trang thiết bị y tế sẽ được xem xét giải quyết theo đề nghị của hãng hàng không. Thưa quý vị và các bạn, hàng ngày tại khu kinh tế Nghi Sơn có tới hàng trăm lượt xe ô tô tải ra vào vận chuyển hàng hóa. Vì vậy, có nhiều phương tiện đã vi phạm chở quá tải, quá khổ, chở hàng vượt quá chiều cao, chiều dài của xe gây mất an toàn giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, ngăn chặn xe quá tải hoạt động, công an thị xã Nghi Sơn đã huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô vi phạm. Xác định tuyến tỉnh lộ 513 là tuyến đường chính dẫn vào khu kinh tế Nghi Sơn, Hàng ngày tuyến đường này có đông các xe ô tô chở quá tải quá kích thước thành thùng của xe lưu thông. Vì vậy, công an thị xã Nghi Sơn đã bố trí tổ công tác tuần tra lưu động 24 trên 24 giờ, kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm. Do triển khai quyết liệt và xử lý nghiêm các vi phạm, đến nay tình trạng xe vi phạm quá tải chở hàng vượt quá chiều cao kích thước thành thùng trên tuyến tỉnh lộ ba đã có chuyển biến. Đặc biệt, tình trạng xe ô tô có kích thước thành thùng cao đã giảm nhiều một số chủ phương tiện xe ô tô vi phạm kích thước thành thùng đã tự giác cắt bỏ phần cơi nới. Sau khi nghe được không cơi nới thành thùng xe, thì biết rằng là hắn cũng ảnh hưởng đến cái thu nhập, nhưng mà chúng tôi cũng phải chấp nhận để làm theo quy định của nhà nước. Thời gian qua, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công an thị xã nghi sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền kết hợp xử lý vi phạm. Đặc biệt mới đây, thực hiện mệnh lệnh số 03 của Giám đốc Công an tỉnh về gia quân tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về quá tải, chở hàng hóa kích thước thành thùng. Công an thị xã Nghi Sơn đã huy động tối đa lực lượng, bố trí 6 tổ công tác, tăng cường tuyên truyền kết hợp tuần tra kiểm soát lưu động, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm xe quá tải, cơi nới thành thùng. Đội, đội, cảnh sát thông công an thị xã Nghi Sơn đã huy động tối đa lực lượng phương tiện và bố trí thành 6 tổ công tác kép kín địa bàn và thời gian là 24 trên 24 về tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Đội cảnh sát thông quan thị xã đã tuyên truyền với cam kết đến tận chủ mỏ và các chủ phương tiện kinh doanh vận tải và các cá nhân kinh doanh vận tải về việc chấp hành về quy định về tải trọng và kích thước thành thùng và đã cho cam kết được cả 428 trường hợp. Đến nay sau 10 ngày gia quân tuyên truyền kiểm tra xử lý các xe chở hàng hóa vi phạm quá tải, quá kích thước thành thùng Công an thị xã nghi sơn đã lập biên bản xử phạt 34 trường hợp chở hàng quá tải, 4 trường hợp vi phạm kích thước thành thùng, nộp kho bạc nhà nước gần 100 triệu đồng. Hiện công an thị xã nghi sơn tiếp tục duy trì các tổ tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn kiểm soát, siết chặt kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm. Trong đó đặc biệt tập trung ở các tuyến đường dẫn vào khu kinh tế nghi sơn, các điểm mò, công trình đang thi công, san lấp, kịp thời ngăn chặn xe quá tải lưu thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.